Xin kính chào toàn thể anh em Hôm nay mình giới thiệu tới anh em nội thất củ loa phân tầng các thứ của đôi loa Calip Con quan của Mỹ Giá chỉ 32 triệu thôi nhưng mà được trang bị bát 40 mít chép kèn nhôm rất là ngon luôn Xin mời anh em cùng mình xem chi tiết đôi loa này ha Đây anh em này Calip Con One cái clip thì nó nổi tiếng anh em chơi audio quá rành rồi mô đen này thường thường anh em ghép với con âm ly đèn cỏ cỏ đây là tiếng cũng đã ngọt rồi dễ ghép âm ly lắm thùng vách đẹp lắm anh em không có chỗ chê quá đẹp Vì đôi loa này kể cả thùng vách tuyến loa bên trong bên ngoài là xuất sắc luôn đó anh em ạ Yêu lắm Đây, này, đây là củ bát 40 phân Từ bánh trưng Từ nó vuông vuông giống như cái bánh trưng này Thử ra anh em chơi audio hay gọi nó là từ bánh trưng ha Đủ đẹp của loa bát Xuất sắc rồi Không thể chê nổi củ mít anh em này củ mít này là K55V ha củ được sơn màu rất là đẹp luôn màu xám xi măng còn về độ mới thì không có chỗ chê họng kèn nhôm tiếng guitar với tiếng kèn đánh qua cái họng này thì nghe ngọt lịm chép này. chép cùng họng kèn nhôm à, cái củ chép cũng là vuông củ bánh trưng ha bảy màu luôn đây nha cũng vá làm kỳ lắm lót bông rất là nhiều gần như chỗ nào có bông để nó tiêu tán âm thanh cho nó hay hơn đó nha cái mặt sau này một tấm bông rất là lớn ha gỗ nhiều lớp của mỹ gần như hàng antec rồi những cái hàng calip rồi rất là nhiều hàng sử dụng cái loại gỗ nhiều lớp này nó đẹp nó xịn từ cái dây điện luôn phần tần anh em này xịn lắm tăng phô rồi tụ các thứ nó làm cao cấp nhìn nó nó yêu lắm ở đây có một tấm ván và họ bỏ cái tem nhôm họ ghi nhiều cái thông số của cái phân tần lên đây dù là bên trong không ai thấy nhưng họ đã làm nó quá kỳ quá xịn như thế này rồi tất cả mọi thứ là ok hết ha anh em ha không trò chê luôn rồi nói sơ một chút về kích thước đôi loa này để anh em nắm ha nó khá lớn á chiều cao của nó là 92 chiều ngang là 65 và giá bán thì như lúc đầu mình nói 32 triệu thôi, anh em có nhu cầu thì alo mình nha Chúc anh em nhiều sức khỏe